giống đang đi rước dâu không? Hay quá. Quá ok luôn chị. Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là Duy đã gần tới thành phố Vũng Tàu rồi đó, để mà bàn giao cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản all new cho một chị khách hàng của Duy các bạn nha. Đó thì ngày hôm nay các bạn thì Duy giao cái chiếc xe này về Vũng Tàu, nhưng mà chị chưa bao giờ đến showroom bên Duy để xem xe cũng như là mọi cái hình ảnh Duy đều gửi cho chị và chị chốt qua điện thoại nha các bạn. Rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Đó thì chị đặt cọc cho Duy vào cuối tháng rồi, và coi như mấy ngày hôm sau là chị đã chuyển tiền full hết rồi. Bây giờ Duy giao xe đây. Đó thì lần này Duy giao chiếc xe GLC 300, nhưng mà là Duy giao cái xe màu đỏ các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái chiếc xe GLC 300 hoặc là GLC 200 phiên bản all new ở ngoài đường chạy rồi. Đó, nhưng mà các bạn chỉ thấy là màu trắng hoặc là màu đen là nhiều nhất thôi. Đó, nhưng đối với màu đỏ thì số lượng cực kỳ ít luôn các bạn. Đó, và đối với cái phiên bản GLC 300 all new này thì Duy thấy là cái màu đỏ có thể nói là một cái nó phối lên cái phiên bản mới với cái thiết kế này thì Duy thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Thật sự là đối với cái phiên bản mới này Duy mới thấy là cái màu đỏ nó phù hợp nhất so với lại tất cả những cái phiên bản mà 2022 hay là phiên bản 2021 trước đây. Nhìn nó rất là thể thao, rất là sport, rất là cá tính luôn các bạn. Và nếu mà các anh chị các bạn mà xem thực tế cái chiếc xe GLC 300 all new này màu đỏ bên ngoài nữa thì các anh chị các bạn còn thấy nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều nữa ha. Ok, một lát nữa sẽ đến nơi để mà bàn giao chiếc xe này thì Duy sẽ cho các bạn gặp anh chị luôn, cũng như là bàn giao cả chiếc xe này cho anh chị các bạn nha. Ok. Xe về cho anh chị các bạn thì cái chiếc xe nó cũng giống như là một cái ngôi nhà của mình ha. Thì khi mà anh chị nhận cái xe thì anh chị cũng có những cái thủ tục ha, về lễ để mà nhận xe, để cầu mong cho
cái chiếc xe của mình vận hành trên đường á, nó mọi thứ nó được an toàn cũng như là bình an hết tất cả mọi thứ. À, thì anh chị thì đang thắp nhang các bạn ha. Để chút xíu nữa là Di sẽ bàn giao cũng như là hướng dẫn cái xe cho anh chị. Em rất là cảm ơn anh chị bởi vì đã tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn Mercedes-Benz làm cái người bạn đồng hành cho gia đình của mình. Thì em chúc cho anh chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cũng như là có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên cái chiếc xe GOC mới của mình. Dạ, một thành viên mới nữa. Dạ. Cũng đại diện gia đình, dạ. Cảm ơn công ty, cảm ơn, dạ, Mercedes. Thực sự là cái hãng Mercedes thì nó đã quá nổi tiếng rồi, dạ, trên toàn thế giới rồi. Và, dạ, hôm nay thì anh chơi sợ cho anh, dạ, đặt niềm tin và chọn mua, dạ, cái xe của trung, dạ, tâm. Dạ. Và rất là cảm ơn. Chúng là, công ty đã có một cái món quà, rồi cũng có một cái bó hoa, rồi giao xe đúng, dạ, hẹn và xe rất là tuyệt vời. Dạ. Cũng thay mặt gia đình kính chúc anh em trong công ty, dạ, tiếp tục phát triển thành công, dạ, sức khỏe thành công, dạ, trải nghiệm tuyệt vời, dạ, tiếp tục đồng hành với tụi anh trong suốt, dạ, quãng đường sử dụng xe, bảo hành rồi, dạ, cho nó đảm bảo được vấn đề cái chất lượng cho tốt, dạ. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì nghe cái chia sẻ của anh chị thì chắc là anh chị rất là tin tưởng ở Mercedes-Benz đúng không? Bởi vì là anh chị mua cái xe này, anh chị không có tới coi, anh chị cũng không có phải... Dạ, nói rồi mà, dạ, thương hiệu này thì nó là, dạ, tự hào rồi, cách, dạ, phục vụ, cách tất cả của công ty nó quá, dạ, quá rất là, dạ, ok rồi. Dạ, thật ra thì... rất tin tưởng. Dạ, thật ra thì khi mà tụi em bán một cái chiếc xe là sẽ khác những bạn bán cái nhà. Dạ, các bạn bán cái nhà, các bạn bán xong là coi như là mọi thứ đã giấy tờ mà trao tay rồi là coi như là xong. Còn khi mà tụi em bán cái chiếc xe cho anh chị á, hoặc cho những anh chị khách hàng khác á, anh chị còn sử dụng xe là anh chị còn alo cho tụi em. Đó, mà khi còn alo cho tụi em thì chắc chắn đó là một cái điểm mà rất là quý ha. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh chị. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn dạ, lãnh đạo công ty, cảm ơn toàn thể anh em công ty nhé. Dạ, dạ, dạ. Chúc lên, 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 đưa lên, đưa lên. Hay quá. Nâng ly nha, chị em mình nâng ly, anh chị em mình nâng ly nha. 1, 2, 3, vô. Wow, quá tuyệt vời, yeah. Giống nhau, anh một cái, chị một cái ha. Rồi hai cái đỉnh đều là như nhau hết, không có cái nào chính cũng không có cái nào phụ hết. Nhưng mà mình vẫn phải kéo ra mà đúng không? Dạ, mình chạm để mở cửa thôi, chứ mình vào sau đó mình mở cửa anh. Cho hai cái này, cái này cứ mãi cho anh. Để về em đề xuất thêm. Đề xuất nha, chứ phải, dạ, cho chủ nhân phải cho thì nha. Đúng rồi, anh một cái, chị một cái đúng không? Dạ. Một cái nữa. Dạ. Anh cái là công ty xem xét nha, dạ, gia đình hoàn cảnh chơ bình thường là biết đâu mua hai xe là tặng hai cái rồi thôi. Thì anh với gia đình lịch sĩ cho, ok ok anh có công cách mạng, dạ, có công cách mạng nha, tặng thêm cái nữa, ok, hợp lý luôn, dạ, hợp lý, quá hợp lý. Khi mà cái xe anh khóa thì cái nắp xăng này nó khóa luôn. Chứ ở bên trong nó sẽ không có cái nút nào để anh mở cái nắp xăng á. Rồi, ha. Rồi. Những cái xe khác thì mình bấm mình mở nút xăng ở bên trong, rồi, đúng không? Rồi. Còn xe mình lóc cửa là nó sẽ lóc luôn, à, cái nắp xăng. Và muốn mở thì phải, dạ, mở, bấm mở luôn. Đây, dạ, thì mở lóc thì nó phải mở. Thắng, chị gạt xuống, D là chạy tới. Gạt mạnh lên, R là lùi. Còn khi mà đậu xe thì bấm vô là B. Chỉ cần gạt lên là lùi, gạt xuống là chạy tới. B là bấm vô là chạy. Đạp thắng đi, rồi giữ thắng, giữ thắng thôi nha. Bu thắng rồi, đạp rồi, rồi đó, rồi. Rồi bu thắng ra từ từ. Rồi đó, rồi. Rồi. Dừng, 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 rồi. Nhớ nhìn cái màn hình gì nữa, nãy giờ có nhìn màn hình nữa đâu. Đúng không? Đó. Camera nhìn camera dưới đáy kìa, nhìn camera dưới đít xe nó kìa. Vào nút hôm. Và hôm nè, cài đặt. Cài đặt. Tránh va chạm. À, nó có hệ thống phanh chủ động nè, tắt, tắt cái này tắt cái đi, rồi, okay. Nhưng mà chỉ tắt tạm thời thôi, có nghĩa là chỉ tắt máy, chỉ nổ máy lại là nó bật lại, mình phải cứ tắt máy nổ máy lại là nó cứ bật lại. Ừ. Vậy là mỗi lần đi phải cài đặt vô, cài đặt rồi
Đúng rồi, rồi chưa, cái đó đang mở hai chế độ, rồi rồi đó là chế độ tắt á. Showroom Mercedes Phú Mỹ Hưng. Đây, đây bên em. Đi về hướng đông nam lên hẻm 808 đường 30/4. Thôi chị phải xài đi, chị xài đi rồi tới đâu gọi em tới đó nha. Không có gọi, nhiều khi mày bận về thì chị gọi chị cũng ngại nữa. Thôi thôi cả gì, cứ gọi cho em cho nó an toàn chứ, lái xe mà phải biết. Hiện tại bây giờ là Di đang đứng ở trong khu vườn nhà của chị Thủy các bạn. Thì các bạn thấy là khu vườn ở đây nè, nhìn rất là giống như ở Đà Lạt ha, kể cả là kiến trúc của ngôi nhà của chị. Rất rất là dễ thương luôn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cây cối nó sẽ mọc tự nhiên ha. Nó không theo một cái đường lối hoặc là nó không theo một cái quy luật gì chung hết. Đó thì bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di gặp chị Thủy ha, chủ của căn nhà này. Đó, chị Thủy sẽ chia sẻ ha. Thủy ơi, chị Thủy cho em tham quan cái ngôi nhà của chị ha, một vòng nha. Dạ. Nhưng mà có sự chuẩn bị gì đó. Em thấy là đứng ở đây nó rất là mát luôn nè. Cũng như là ở đây mình nhìn, em thấy nó rất là giống ở Đà Lạt luôn. Đúng không chị? Ý tưởng là của Đà Lạt. Ý tưởng là của Đà Lạt hết đúng không? Em thấy là có cây thông nè, rồi cây cối thì nó sẽ mọc giống như một cái đồi nè. Chị cũng làm một cái đồi ở đây. Cái cây nó cứ mọc tự nhiên rồi nó cứ sinh sôi tự nhiên, cũng không có cắt cũng không có tỉa nữa đúng không chị? Đúng đúng. Nhìn rất là hay á. Cái này là chị là người thiết kế cái này, ý tưởng của chị hết hả? Cái này là do là cả hai vợ chồng cũng thích Đà Lạt, thích không khí Đà Lạt. Nhưng mà do là mình sống ở Vũng Tàu thì có một cái cơ may là mình có một cái khuôn viên diện tích đất để mình không thực hiện được, mình ở lên Đà Lạt mình ở thì mình sống ngay Vũng Tàu nhưng mà muốn có một cái khuôn viên của Đà Lạt. Đó, tất cả cây thông, ý tưởng xây nhà đó là tất cả phải tích có chút chút một để khi mà xây nhà trên một cái quả đồi như vậy nè. Ở đây có một cái quả đồi phải đắp lên một cái quả đồi như vậy, rồi cây thông này cũng vậy, phải mang chuyển vận chuyển rất là xa tới từ ở Đà Lạt về đúng không rồi. Chị? Tại vì ở Vũng Tàu không có nhà nào có cây thông như này hết, đồi này rồi. Rồi để một cái không gian nó mát mẻ như hồ cá này kia nọ. Mình có một ý tưởng chuẩn bị từ lâu, rất là lâu. Cái nhà này là chị xây khoảng bao lâu rồi chị? Nhà này xây từ 2004. 2004 mà tới bây giờ là khoảng tầm 20 năm rồi. Đúng rồi. Mà chị đã xây được một cái ngôi nhà rất là dễ thương như thế này luôn. Nó không bị lạc hậu đúng không? Đúng rồi, nó rất là dễ thương luôn. Nó mộc mạc. Nhưng mà em thích nhất là cái không gian ở đây. Không gian ở đây nó quá là dễ thương luôn. Cũng như là cây cối nó mọc tự nhiên rồi nó cứ tự động sinh sôi, không cắt không tỉa, nó cứ dậy hoài luôn ha. Nghĩa là thích mọc ở đâu, thích trồng ở đâu là do mình hết. Nó không phải là một cái gì đó nó đi vào khuôn mẫu hay là một cái gì đó nó gò bó, rất là tự nhiên. Cây nào ở đâu cũng khoáng á. Mình thích trồng ở đâu. Và khi mà em vào ngôi nhà của chị á thì em thấy nó cũng không có khác gì nhà của anh chị ở Đà Lạt luôn. Tại vì nhà ở Đà Lạt á là thường là ở sẽ trên đồi, rồi nó sẽ có một cái khoảng thấp xuống dưới ha chị ha. Thường cao là thấp, cao là thấp á, tại vì là đồi mà. Cho nên là nhà cũng không có bằng phẳng được. Thì em thấy là nhà chị cũng vậy nè, nó sẽ có những cái bậc tam cấp ở đây, đúng không? Đó, phải lên lên một bậc tam cấp ở đây, cũng như là ở bên này cũng vậy nè. Dạ. Đây, nó sẽ có 20 năm rồi. Vân rất là dễ thương nè, ở đây nè. Nó có một cái căn phòng. Đây là cái gara, cái kho giống như cái kho hả? Nhưng mà em giờ anh thấy giống một cái phòng rồi. Để sạch sẽ. Cầu thang cũng vậy nè, bằng gỗ nè. Đi, mình lên trên nhà chơi ha. Ở đây đó là mọi thứ nó thấy cho mình đi đó luôn. Dạ. Mẹ chồng chị hồi sáng nó đi ra đó. Dạ. Nhà chị có chồng chị chỉ có hai anh em thôi. Chồng chị và một người anh ở bên Đức rồi. Anh định cư bên Đức không có về. Dạ. Coi như ở đây mọi việc hết, đây là chỉ có một mình chồng chị với chị thôi. Dạ. Còn hết mọi thứ đấy, bà thì xuất gia rồi. Đây của em thấy không? Mọi thứ
thứ ở đây nó bình yên quá không, nên thấy cái phòng này cái view đẹp quá chị. Ha. Cái view phòng này là em thấy là rất là đẹp. Nhưng mà nhà không có người. Dạ. Nhà không có người nên là chị để trống lại đó. Ồ. Ở phòng đây thì cái view này rất là đẹp. Phòng ngủ này rất là đẹp luôn. View này mà mở cửa ra là triệu view, là triệu đô. View triệu đô vậy ha. Dạ. Chị thích những cái cây nào nó tự nhiên thôi đúng không? Mấy cây này cũng đẹp quá nè, mà chị cho qua bên hông hết rồi. Nho thân gỗ hả chị? Nho hả? Thân gỗ. Chào bác. Đây. Cái này Đà Lạt mới trồng được. Ở đây trồng không bị không có dễ đâu. Ừ, cái trái này nó chua chua chị hả? Ừ, chua chua ngọt ngọt đó. Nho thân gỗ. Cây này chỉ có không khí ở Đà Lạt mới trồng được. Khó lắm mới trồng được ở đây. Mà nhà chị sao? Rất là thơm. Lan này là không lan rừng đấy. Mọi thứ trong nhà chị tất cả rất là tự nhiên. Cây này mà ngửi nó mùi nó mới nở rất là thơm. Thơm lắm. Giống không? Giống khuôn viên ở Đà Lạt không? Có cây thông này giống Đà Lạt không? Đây. Ở bên đây là cây cối, bông với hoa. Ở bên kia là chị trồng rau. Đấy, đấy. Một bên đó là chị trồng rau, trồng củ quả, bầu, bí, bướp. Đấy. Tất cả chị trồng ở phía bên đó. Một bên này là bên đó là dành cho vợ, bên đây dành cho chồng. Có sự phân biệt vậy đó. Các cây nè, lớn rất là nhanh. Cỏ kiếp mọi thứ đồi điếc. Bên đây là vườn rau. Để chị ít gọi điện thoại cho em là được rồi. Chứ không mà cứ suốt ngày vui vui đi sao mở sao. Đó, chị thấy quên. Dạ không, bất kỳ cái vấn đề gì mà chị thắc mắc về xe á, cần em hỗ trợ thì cứ gọi cho em lúc nào cũng được. Dạ. Chứ không mà chị gọi không bắt điện thoại. Dạ. Là coi như là đi chơi rồi. Em sợ lắm. Em sợ chị không gọi cho em thôi. Buồn lắm. Dạ. Chị mà gọi điện thoại không bắt máy là chị buồn lắm rồi đó. Em sợ chị không gọi cho em thôi chứ chị gọi em lúc nào em cũng bắt máy. Dạ. Thôi hy vọng vậy đi. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Đừng cho nó thuận lợi. Dạ. Chị chạy xe mọi thứ nó phải dạ. Trung tru hết rồi dạ. Đó. Dạ. Cảm thấy mình tự tin dạ. Khi mình bước xe lên là mình dạ. Bước hồi nãy chị chạy đoạn chị thấy là ok rồi đúng không? Không chị, cái đó là thao tác nó đơn giản dạ, nó vậy thôi đó thôi. Vậy thôi đó, cái xe nó như vậy thôi ừ. Thì nó còn... có nhiều cái nó hỗ trợ cho chị ở bên trong của chiếc xe thôi ừ. Chứ về thao tác lái là nó cũng như nhưng mà phải tự dạ. Tin những cái thao tác người ta hỗ trợ chứ nhiều khi mình dạ. Không biết dạ còn... Thì có gì cứ gọi cho đó em. Đó là những cái công nghệ mà tối ưu mà mình không phát huy được á dạ. Mình phí dạ. Anh là mình tận hưởng cái đó dạ. Mình phải tận hưởng cái đó dạ dạ. Ok yeah. Có gì cứ gọi cho em, lúc nào cũng được hết. Rồi còn các cái yeah. Giấy tờ kia nữa lọ là bạn kia sẽ giao yeah. Cho chị. Dạ, yeah. Dạ yeah. Hôm nay là em ở lại đây hả? Hay là dạ không, em về chứ. Ở vậy hả? Cơm nước xong với bạn kia là về luôn. Dạ yeah. Không thì ở lại chiều đi. Chiều đây anh về rồi xong rồi mấy anh em ngồi lại với nhau. Em về Sài Gòn em còn mấy việc nữa à. Tại vì ngày mai là em phải đi xin visa ừ. Xin visa đi Đức á à. Dạ cho nên là em phải đi ra ngân hàng em sao kê. Đáng lẽ em phải sao kê trước rồi đó. Mà ừ. Mấy ngày nay em bận quá ừ. Không có thời gian. Cho nên là giờ em phải về rồi tranh thủ em ra ngân hàng sao kê để ngày mai đi xin visa okay. Dạ mọi việc thuận lợi nha. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ hẹn gặp lại chị. Dạ có gì alo. Alo em nha. Có gì hoặc là có cái dịp mà em đi Vũng Tàu em ghé. Ghé chị chơi ha. Lúc nào ghé. Ghé dạ. Gọi chị. Dạ. Dạ. Dạ.